pha a chan chớp ở miến điện 5 năm, năm và có thể nói tiếng miếng trôi chạy. khi xứ miến điện bị cả người nhật và người anh xâm lăng trong thời đại dị thế chiến thì ngài bị bắt buộc phải trở về thái mọi hang cùng ngõ hẻm trong thành phố và trong những vùng rừng núi sâu thẳm đều bị lục soát người anh rất hận thù dân thái vì thái lan lúc bấy giờ là quốc gia đồng minh của nhật tất cả những người thái mà họ gặp đàn ông đàn bà kể cả nhà sư đều bị tàn sát không trừ một ai. Người biến điện trong làng rất ngưỡng mộ ngài. Khi thấy lính anh càng lúc càng nang lõi quế rầy thì rất lo ngại trạng an ninh của ngài. Họ thống nhất di chuyển ngài vào khu rừng núi nơi mà họ chắc rằng lính anh không thể tìm ra. Nhưng rồi một ngày nọ họ thất vọng vì lính anh tìm thấy ngài lúc ngài đang đọc kinh chúc lành cho dân làng. Mọi người đều xanh mặt kinh sợ khi thấy lính anh xuất hiện từ một con đường mòn sâu kín trong rừng. Tuy nhiên, họ cũng giải thích rằng Pha Achan Chớp chỉ là một nhà sư và như vậy không liên hệ gì đến chiến tranh, rằng Ngài đã ở Biến Điện từ lâu. Trước thời có chiến tranh và Ngài rất được tôn kính. Như vậy, nếu làm gì có hại cho Ngài, tức là gây tổn hại cho chính người miếng. Thấy dân làng mạnh mẽ chống đối những gì họ định làm, nhóm lính Anh bàn thảo với nhau đồ nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, họ đồng ý tha chết cho ngài nhưng khuyên tốt hơn nên rời ngài đến một nơi khác nếu không một nhóm lính khác có thể đến sẽ không nghe lời họ và tha cho ngài trong suốt quãng thời gian đó pha a chan trải tâm tự đến họ và suy niệm về những phẩm hành của tam bảo trong khi những người lính nhìn ngài một cách hâm dọa sau khi những người lính anh đi dân làng vội giả đưa ngài vào một nơi rừng núi sâu kín hơn và bạch giết ngài họ sẽ dàn xếp cho người đến dân vật thực ngài khỏi phải ra để trị bệnh trong những ngày sau đó càng có thêm nhiều nhóm lính đến làng tìm tòa lục soát đôi khi nhiều lần trong ngày chỉ để bắt ngài dân làng càng ngày càng lo sợ là ngài sẽ bị phát giác có vẻ không cách gì khác hơn là ngài phải trở về thái lan họ bèn đưa ngài đến một con đường mòn bí mật dẫn về thái mà quân lính không biết họ mô tả rành rẽ con đường với nhiều chi tiết chỉ hướng đi những vùng phải đi qua họ bạch với ngài dù con đường có gập ghềnh hay khó khăn thế nào chớ nên đi lệch ắt sẽ bị lạc lối vì đó là con đường bí mật của dân rừng qua lại giữa thái và miến Điệp. pha a chan chớp gấp rút giả từ dân làng rất tốt bụng và lên đường bắt đầu cuộc hành trình dài ngày và vô cùng nguy hiểm Ngày đi, ngày và đêm không ngừng để ngủ, nghỉ và ăn. Vì theo giới tỳ khưu, Ngài không thể mang theo vật thực. Chỉ uống chút ít nước. Trong thời gian ba ngày ba đêm rồng rã, Ngài tiếp tục cuộc đi bộ trong rừng sâu quan vắng, Treo hết núi này sang núi nọ. Gặp dấu chân đủ các loài thú như cọp, voi rất nhiều trong rừng. Ngoài những hiểm họa hiện tại là bị thú dữ tình lịch tấn công, còn nỗi lo rất dễ lạc đường và chết giữa rừng. Sáng sớm ngày thứ tư, ngày loạn choạng xuống một sườn núi, lão đảo bước từng bước, mệt mỏi và đói bụng, kiệt sức, đoán chắc là phải chết đây đây. Ngài đã đi bộ ba ngày ba đêm không ăn và không ngủ. Suốt thời gian ấy, không gặp một người nào để có thể khất thực. Ngài nghĩ đến sự mỉa mai của toàn bộ câu chuyện này. Ngài đã thoát khỏi nặng tàn phá của chiến tranh giữa các quốc gia nhưng rất có thể sẽ bị xa vào cơn tàn phá của tình trạng bụng đói và mệt mỏi trong cảnh ẩn vật của rừng núi quan du mà chính ngài rất yêu thích rồi ngài nghĩ đến các chư thiên mà đức phật đã đề cập đến là có năng lực thần thông thiên nhĩ và thiên nhãn các vị ấy có biết chăng tình trạng của vị tỳ khưu này có thể chết vì đói ngài tự nói thầm với mình nhiều người trong số các vị ấy đã lợi lạc rất nhiều từ giáo huấn của chư tỳ khưu từ thời Đức Phật còn tại tiền cũng như trong hiện tại có thể nào các vị ấy giúp cho một tỳ khưu đang lâm ngành đạt được sức chân. không bao lâu sau đó trong khi còn lão đảo đi dài theo con đường mòn ngài thấy một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ không phải theo lối trang sức của người ở rừng vị ấy ngồi bên đường tay bê một mâm cơm để cao khỏi đầu theo cách các thiền tính thường làm khi dân vật thực cho một vị tỳ khưu vị thí chủ này cứ như từ trên trời rơi xuống ý nghĩ này làm cho pha a chan chop rất đổi ngạc nhiên Cần đói và mệt tan biến vị thí chủ lễ phép thỉnh ngài dừng chân nghỉ một lúc vị ấy có vật thực để dân ngài sau khi thọ thực ngài có thể tiếp tục lên đường vị ấy nói rằng ngài pha a chan chớp sẽ đến bìa rừng trước khi trời tối pha a chan chớp dừng lại đặt gánh vật dụng xuống và lấy bát ra khỏi bao để thọ bát tất cả vật thực trong bát có mùi rất ngọt và thơm lúc ấy pha a chan chớp hỏi vị thí chủ từ đâu đến vì ngài đã đi ba ngày ba đêm mà không bao giờ gặp sớm làng hai người đi đường vị thí chủ đưa tay chỉ sơ sơ trên cao và nói mình sống ở kia. Khi Pha A Chan Chớp hỏi làm sao vị ấy hay biết rằng có một vị tỳ khưu đi qua lối này, vị ấy chỉ mỉm cười và không nói gì. Rồi Pha A Chan Chớp đọc tụng những đoạn kinh chúc phúc. Khi ngài chấm dứt, vị thí chủ đảnh lễ bái từ, nói rằng nhà mình ở cách đây khá xa. Vị này có dáng điệu và tư cách trang nghiêm từ tốn và tĩnh lặng đặc biệt. Vị ấy khoảng trung niên, Dường người, mặt mày sáng sủa và cử chỉ từ tốn. Dì ấy đứng dậy và bước đi. Ra phía sau một cội cây to lớn, một gần đỏ. Pha a chớp tò mò chăm chú nhìn theo. Nghĩ rằng sẽ thấy gì ấy xuất hiện khi qua phía bên kia cội cây. Nhưng rất ngạc nhiên, không thấy. Pha a chớp đứng dậy, bước đến cội cây để nhìn và không thấy ai đâu hết ngài trở lại chỗ ngồi và chuẩn bị thọ thực tất cả thức ăn trong bát vừa đủ cho nhu cầu vật chất của ngài chất dinh dưỡng hình như tức thời bồi bổ cơ thể cho sức khỏe và sinh lực số lượng vật thực cũng chính xác đúng như cơ thể ngài cần không quá nhiều và cũng không quá ít nếu có nhiều thêm một chút ngài cũng không thể dùng hết pha a chan chớp cảm thấy khỏe khoắn trong người sức lực và nghị lực được bồi bổ đầy đủ tiếp tục cuộc hành trình trên đường ngài không ngớt ngạc nhiên khi nghĩ đến vị khách lạ thường đến chiều muộn ngài ra khỏi rừng đúng với lời vị khách thí chủ và sau đó không bao lâu một lần nữa ngài đặt chân trở lại trên đất thái tất cả dấu vết trên đường trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm đã tan biến về sau pha a chan chớp nói rằng vị khách lạ gặp giữa đường không phải là ai khác hơn một chư thiên đã đến để đáp lại thỉnh nguyện khẩn thiết của ngài dáng điệu và tư cách của vị ấy cũng như việc suốt cuộc đi ba ngày ba đêm ngài không thấy sớm làng và không gặp người đi đường cho thấy rõ như vậy chính việc ngài còn sống sót cũng là kỳ diệu phi thường có lẽ nhờ chư thiên trong khu rừng ấy bảo vệ hoặc có lẽ cũng nhờ năng lực của giáo pháp hỗ trợ hoặc nhờ cả hai 问三么地所。<noise>